Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng dân huyện, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Lâm Định, xã Thành Tâm. Đồng chí Phạm Trọng Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bình Dậy, xã Thạch Sơn. Khu 3 thị trấn Kim Tân tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện Thạch Thành tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, sáng ngày 18 tháng 11, đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm. Cùng dự có đại diện ban ngành cấp huyện, lãnh đạo xã và đông đảo nhân dân trong thôn tham dự. Trong không khí sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ, nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2019. Thôn Yên Thịnh có 106 hộ dân với 346 nhân khẩu, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ban công tác mặt trận thôn Yên Thịnh đã chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tích cực vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động của mặt trận Tổ quốc các cấp, phát động nhân dân trong thôn đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Qua đánh giá năm 2019, toàn thôn có 106 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng trên người trên tháng. Đến nay, trong thôn đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt quy ước thôn văn hóa, chấp hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện thu hút đông đảo người dân tham gia. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí bí thư huyện ủy vui mừng, phấn khởi trước những thay đổi về mọi mặt, về sự vươn lên mạnh mẽ của thôn Yên Thịnh. Đồng chí đề nghị chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình của mặt trận Tổ quốc tới người dân trong thôn, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp và tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng, duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, để thực sự là ngày hội của lòng dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết cán bộ đảng viên với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần cùng xã Thành Tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí bí thư huyện ủy đã trao hoa và 10 xuất quà cho hộ nghèo trong thôn, trị giá mỗi xuất quà 500.000 đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 18 tháng 11, cán bộ và nhân dân thôn Bình Sậy đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Tham dự có đồng chí Phạm Trọng Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy, cùng đại diện ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện. Thôn Bình Sậy là nơi sinh sống của bảy dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm 34%, dân tộc Mường chiếm 62,2%, dân tộc Hắc chiếm 0,67%. Toàn thôn hiện có 236 hộ với 1.039 nhân khẩu. Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà con nhân dân thôn Bình Sậy đã hăng hái tham gia và đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước quy ước của thôn, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trên người trên năm,
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8 hộ, chiếm tỷ lệ 3,4%. Trong thôn, hơn 90% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định, có trên 88,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 146 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục, chiếm tỷ lệ 61,8%. Vận động con em trong độ tuổi đi học ra lớp đạt 100%. Tuyên truyền vận động nhân dân ở khu dân cư khi đau ốm đều đến cơ sở y tế để khám và điều trị. 100% trẻ em và bà mẹ mang thai được tiêm chủng, khám chữa bệnh, chăm sóc theo quy định. 100% người dân đều tham gia bảo hiểm y tế. Tại ngày hội, đại diện ban công tác mặt trận thôn đã phát động thi đua nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Đặc biệt, vận động người dân tham gia chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, nêu cao tinh thần cảnh giác trong mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá đảng và nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của bà con nhân dân thôn Bình Sợi, xã Thạch Sơn. Trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đồng chí mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Bình Sợi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng thôn ngày càng phát triển. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Thạch Sơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, hòa chung trong không khí sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, vào chiều ngày 17 tháng 11, khu phố 3 thị trấn Kim Tân đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự ngày hội có đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, đại diện các nhà trường, trạm y tế, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn khu phố. Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân khu phố 3 thị trấn Kim Tân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Phát huy truyền thống đoàn kết của mặt trận, trong năm 2019, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc thị trấn, ban công tác Mặt trận thôn khu phố 3 đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với việc thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10, nghị quyết số 05 của tỉnh ủy Thanh Hóa. Toàn dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2019, khu phố không còn hộ nghèo, hộ có điều kiện kinh tế ổn định đạt trên 95%. Ngay từ đầu năm, có 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Cuối năm bình xét có 135 trên 168 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,3%. 33 công dân gương mẫu, 3 gia đình kiểu mẫu, các phong trào thi đua được khu dân cư triển khai thực hiện có hiệu quả như đã vận động nhân dân đóng góp được trên 19 triệu đồng để ủng hộ người cao tuổi, chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, các cụm dân cư còn tự nguyện đóng góp xây dựng đường điện đảm bảo văn minh đô thị. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao ngày càng được đông đảo người dân trong khu phố tích cực tham gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn khu phố được đảm bảo. Các hộ dân luôn đoàn kết thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và các hương ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tịch tang, mừng thọ và các lễ hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Thiết thực không chỉ đem lại một không khí vui tươi đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng dân cư.
vị và các bạn thân mến, nhằm tuyển chọn thanh niên có sức khỏe tốt, đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đảm bảo đủ nguồn giao quân năm 2020, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi thuộc cụm 1 gồm 9 xã: Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thành Vinh, Thành Mỹ, Thành Minh và Thành Yên. Để đạt được yêu cầu đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu giúp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, huy động sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quản lý thanh niên trong độ tuổi. Chia sẻ với chúng tôi, nam thanh niên Quách Văn Luân, xã Thành Minh cho biết: Nếu chúng tuyển vào quân sự thì thứ nhất là phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong quân sự 2 năm của nhà bên nhà nước đề ra. Với lại sau khi mà hoàn thành nghĩa vụ sau 2 năm thì bọn em còn cố gắng đóng góp nhiệt tình về xã, về thôn, về huyện, những cái công tác chuẩn bị tốt nhất trong chặng đường tiếp theo của thanh niên tình nguyện của bọn em ạ. Trong đợt khám tuyển này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác khám tuyển đạt kết quả cao, đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong số 441 thanh niên tham gia khám tuyển, đây là những công dân đã qua đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại cơ sở. Sau 2 ngày khám tuyển, đã có 195 nam thanh niên đủ điều kiện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Có thể nói rằng, mặc dù gặp những khó khăn nhất định, song với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự các cấp cùng sự phối hợp tích cực của các ban ngành đoàn thể, huyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95.8MHz và trên website thachthanhtv.vn. Thưa các bạn, trong chuyên mục nông thôn mới hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thôn 3 xã Thành Tiến đón nhận đạn chuẩn nông thôn mới và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 11, thôn 3 xã Thành Tiến đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Dự buổi lễ có đại diện văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, lãnh đạo xã Thành Tiến cùng đông đủ cán bộ nhân dân và con em xa quê thôn 3 xã Thành Tiến cũng về chung vui. Thôn 3 Thành Tiến là thôn có tổng diện tích đất tự nhiên là 95,89 ha, 126 hộ với 559 nhân khẩu. Ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Tiêu biểu là việc nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đóng góp xây dựng các công trình. Cụ thể, trong những năm qua, thôn đã đóng góp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã như đường giao thông, điện sinh hoạt, khu trung tâm văn hóa thôn bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp, xây dựng nâng cấp 2.869 mét giao thông bê tông, 668 mét giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, thôn tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng vật nuôi chủ lực và có lợi thế như lúa, mía, hoa màu, các loại cây ăn quả có múi. Tập trung phát triển chăn nuôi, đặc biệt là gia cầm. Từ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,6 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Trong thôn nhiều hộ có nhà mái ngói, nhà bằng và nhà cao tầng kiên cố. Môi trường trong thôn luôn được đảm bảo, được sự đồng thuận và đoàn kết của nhân dân trong thôn. Nên đến năm 2019, thôn 3 xã Thành Tiến đã hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí nông thôn mới và được huyện thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện ủy đã trao giấy chứng nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, phần thưởng của Ủy ban nhân dân huyện cho cán bộ nhân dân thôn 3. Nhân dịp này, xã Thành Tiến đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thạch Thành, hành trình từ tiềm năng di sản đến du lịch xanh. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đặc sắc làn điệu hát sườn của người Mường Thành Mỹ. Men theo tỉnh lộ 523, qua các xã Thành Trực, Thành Vinh, chừng 20 km đường nhựa, chúng tôi tìm đến thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có dân số hơn 90% là người dân tộc Mường. Vùng đất này là một trong ít nơi vẫn còn lưu giữ lại được làn điệu hát sườn, nét văn hóa dân gian mộc mạc của dân tộc Mường xứ Thanh. Theo sự chỉ dẫn của người dân trong làng, chúng tôi tìm đến nghệ nhân Trương Viết Bảo, người đã và đang âm thầm thổi lửa cho làn điệu hát sườn qua nhiều thế hệ. Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông Bảo vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Khi nhắc đến làn điệu sườn cổ, khuôn mặt làm lũ đầy những dấu vết thời gian ấy tỏ ra rất hào hứng, chứa đựng biết bao tâm huyết và nặng lòng với tương lai của những làn điệu sườn cổ, sườn tự do, sườn bậc của người Mường. Trải qua những thăng trầm lịch sử và sự phát triển của thời đại, những câu hát sườn mộc mạc đang đứng trước nguy cơ bị mai một trên chính mảnh đất sinh ra. Chẳng ai biết rằng hát sườn có từ bao giờ, chỉ biết từ lúc còn trong nôi, những người dân Mường nơi đây đã gắn liền với hát sườn thông qua những câu chuyện truyền thuyết mà cha ông đã kể lại. Đứt cánh Mường ai, đứt quang Mường ống, ông Bảo cho biết. Tiêu sườn của dân tộc Mường ở Thanh Hóa là nói chung, nói riêng là ở cái Mường Đoàn đây là có cái sườn đi chúc Tết. Tất cả gọi là những trai làng gái bản là góp nhau tí công để đi chúc Tết các gia đình. Cái đội ấy là bắt đầu đi chúc Tết bằng tiếng cồng chiêng. Có cái đội cồng chiêng đi thế, cho nên là trong cái đội đi là có cái tiếng sườn chúc mừng gia đình. Làn điệu sườn chia làm hai loại chính là sườn tự do và sườn bậc. Người hát sườn như một nghệ sĩ độc diễn, từng câu, từng chữ ca ngợi phản ánh tình cảm, nỗi niềm cuộc sống, nguyện vọng của người Mường. Và nếu như sườn bậc tự do giúp cho người hát thể hiện được cảm xúc tản mạn về cuộc đời, thân phận con người, thì ngược lại với sườn tự do, sườn bậc lại là hình thức đối đáp giữa nam và nữ để trai gái làm quen, bày tỏ tâm tình. Sườn bậc của người Mường thường được sử dụng khi hát giao duyên về đêm, nam ở gian ngoài, nữ ở buồng trong bên bếp lửa hồng. Cái tiếng hát bằng tiếng Mường nói về cái hát về vùng bùa thì cũng có từ lâu lắm, từ năm 40 trở đi, từ cái thời ấy cả, cái thời chưa có chúng tôi ấy, là khoảng độ năm 1930-25 gì đấy. Thì tôi lớn lên cũng đã thấy người ta hát rồi. Sinh ra trong cái nôi của làn điệu sườn cổ, nhưng gia đình ông Bảo lại không ai theo nghiệp cầm ca. Những điệu hát sườn ấy đã đi vào tiềm thức của ông từ bao giờ không hay. Đến thời điểm hiện tại, ông Bảo là người duy nhất còn giữ lại những câu hát sườn của người Mường, Thành Mỹ. Những điệu hát đi vào tiềm thức của ông qua lời ru của mẹ, qua những dịp lễ hội truyền thống Mường Đòn. Ông luôn trăn trở làm sao để lưu giữ lại nét đẹp văn hóa này khi những làn điệu hát sườn ấy đang dần bị mai một. Không còn những buổi tối thanh niên trong bản hát múa bên bếp lửa hồng, không còn những mối tình được bắc cầu từ điệu hát. Người Mường trẻ ngày nay ít hào hứng với điệu hát sườn cổ, một phần vì những nghệ nhân hát sườn không còn nhiều, một phần bởi sự thờ ơ hay vì cuộc sống mưu sinh phải làm ăn xa nhà, thế nên vô tình đánh mất đi nét văn hóa dân gian ấy. Nhưng ông Bảo vẫn luôn mang trong mình ý niệm khôi phục lại điệu hát,
Ông cho biết. Có người tập và có người vậy ham mê với lại có một số cái quan điểm một ấn lạc là cũng không được tốt, phải rất cố gắng thôi, chứ không có là có khi là người ta bỏ hết. Cho nên bây giờ là phải tổ chức thành một đoàn như là cái đoàn nghiệp dư thì tôi cũng còn hơi để mà nói được. Vào những buổi văn nghệ của làng xã, bao giờ ông Bảo cũng đứng xa thành lập những đội văn nghệ để rồi ngân lên những câu hát sườn đã trở thành một phần máu thịt của ông. Bên cạnh đó, ông vẫn luôn thôi thúc con cháu tìm hiểu để học hát sườn cổ. Chỉ đến ngày 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân xứ Mường, xã Thành Mỹ mới mở hội mừng đàn để tưởng nhớ công ơn người xưa và nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn để ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của làn điệu sườn. Ông Trương Văn Tha, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thành Mỹ cho biết. Thế hiện nay thì công tác bảo tồn cũng đã được chính quyền quan tâm, các địa phương nhân dân của các thôn, các làng của Thành Mỹ cũng đã ủng hộ cái việc bảo tồn này. Trong cái điều kiện cụ thể thì hàng năm là Ủy ban dân xã đã tổ chức cho nhân dân tổ chức lễ hội. Trong các cái lễ hội truyền thống đó thì có tổ chức cái hát sườn và để nhằm truyền dạy cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên là với cái điều kiện cho phép thì trong những cái năm vừa qua thì cái việc truyền dạy đó cũng chưa đạt được hiệu quả và cũng cần phải có một cái chính sách dài hơi để đảm bảo được cái việc bảo tồn và phát huy cái vốn văn hóa truyền thống mà trong đó là có cái hát sườn. Thế còn cái biện pháp để mà duy trì cũng như là phát huy cái này thì trước hết là phải có cái sự vào cuộc, cái sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các cấp ủy chính quyền. Thứ hai là có cái sự vào cuộc của người dân thực hiện tốt cái việc xã hội hóa để thành lập các cái câu lạc bộ, rồi là tổ chức các cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt truyền thống để mang tính chất truyền dạy từ cái người biết dạy cho người không. Đặc biệt là đưa cái chương trình này vào cái học ngoại khóa của chương trình giáo dục ở các trường học. Hiện nay, những người hát sườn cổ như ông Bảo không còn nhiều. Sườn cổ nay đã không còn vẹn nguyên, đầy đủ và có sức tỏa rộng như trước. Để có thể bảo tồn, phát huy giá trị của hát sườn, loại hình dân ca đặc sắc của đồng bào Mường Thành Mỹ, cần tiếp tục tuyên truyền, quảng bá giá trị của điệu sườn cổ, đồng thời tổ chức sinh hoạt hát sườn trong nhà trường, các câu lạc bộ ở thôn, bản, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và văn hóa của đồng bào xứ Mường, đồng thời giới thiệu và quảng bá hát sườn để thu hút du khách đến với điệu hát độc đáo này. Vừa cửa cho rồng trồng cửa cho cao để ủn anh con phương chúng tôi chúc mừng năm mới cha năm mới nhà ông tây nhà ba đình cường ông nhỏ ông to. Phòng khám đa khoa Tâm Tài được Sở Y tế Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động vào tháng 10 năm 2006. Qua gần 14 năm hoạt động của phòng khám đã góp phần tích cực vào việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện. Hiện tại, phòng khám đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm 4D, máy xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm huyết học tự động, máy chụp X quang, máy điện tâm đồ, máy điện não đồ và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa có nhiều năm kinh nghiệm. Phòng khám đa khoa Tâm Tài sẽ là địa chỉ tin cậy để mọi người dân đến thăm khám định kỳ và thường xuyên. Đặc biệt, phòng khám thường xuyên mời bác sĩ đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thanh Hóa về tham gia thăm khám và điều trị cho người bệnh. Phòng khám đa khoa Tâm Tài đã và đang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và đang phấn đấu một ngày gần nhất được tham gia thăm khám chữa bệnh thông qua thẻ bảo hiểm y tế và để có cơ hội được phục vụ nhiều hơn cho nhân dân trong và ngoài huyện. Đồng thời tạo điều kiện cho bệnh nhân bảo hiểm y tế có nhiều lựa chọn, nhiều dịch vụ y tế hợp lý hơn, chất lượng hơn. Nhân dịp này, phòng khám đa khoa Tâm Tài đang có chính sách giảm từ 10% đến 15% tổng chi phí cho người bệnh đến khám điều trị bệnh tại phòng khám. Với tinh thần cùng nhau tiến lên phía trước, không để một ai tụt lại phía sau, nhất là đối với những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội. Phòng khám đa khoa Tâm Tài rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Ủa Tuấn, xe bị gì vậy? Đâu, tôi chỉ vào hết thay nhớt, chuẩn bị tua xuyên việc thôi. Trời, đi ngay mùa nóng, máy móc nào chịu nổi. Nên tôi mới thay nhớt Honda đây. Nhớt Honda chạy cực mắc máy, lại còn bốc nữa. Độ nhớt Honda thấp nên dễ bôi trơn chi tiết chuyển động nhanh. Mà tôi xài hẳn nhớt tổng hợp cao cấp chuyên cho xe côn tay và phân khối lớn, nên mượt tay lái bốc động cơ luôn. Nhưng tôi đi xe ga thì sao? Đừng lo, mỗi loại xe Honda đều có nhớt dành riêng. Xe số, xe ga, xe côn tay đủ hết. Được quá, vậy tôi thay nhớt Honda luôn đây. Xe Honda, chọn dầu nhớt Honda. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.